Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. 5 năm qua, gần 500 căn nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, trở thành điểm tựa vững vàng, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên. Với sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc đối với các hộ nghèo, những người kém may mắn trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau. Và nỗ lực kêu gọi vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong nhiệm kỳ qua là thứ nhất là đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thứ hai là Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ngày vì người nghèo, đã huy động được cái nguồn lực lớn trong nhân dân, trong các cơ quan đơn vị, trong cộng đồng doanh nghiệp, trong và ngoài huyện để chung tay chăm lo cho người nghèo, trong đó có hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhà ở. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã thể hiện rất rõ sức mạnh to lớn của nhân dân nếu chúng ta biết khơi dậy phát huy. Với 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 363 xã và 717 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa như một làn gió mới làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Quan trọng hơn, qua thực hiện cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã cùng với cả hệ thống chính trị tập hợp được sức mạnh đoàn kết, lấy sự hài lòng, đồng thuận của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Thông qua các cuộc họp dân thì đã tuyên truyền cho mọi công việc từ cái việc hiến đất mở đường cho đến việc đóng góp xây dựng là rất đồng thuận. Cho nên đến giờ phút này là quê hương chúng tôi đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi suy nghĩ rằng có được đến hôm nay là trước hết là nhân dân đồng thuận. Cái thứ hai là chủ trương nông thôn mới của Đảng và Nhà nước rất hợp lòng dân. Và chúng tôi rất mong rằng là về nông thôn mới là điểm bắt đầu chứ không phải là điểm kết thúc. Làm thế nào là nông thôn mới rồi, về hình thức rồi, nhưng về nội dung, cái đời sống nhân dân mới thực sự là ngày càng được nâng cao cả vật chất và tinh thần. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đã lồng ghép các phong trào, chương trình, hoạt động của mình với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực. Với phương châm lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trước mắt trong 2 năm 2024-2025 là đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp và an toàn, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Điều dễ nhận thấy ở các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện đều hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư, cụ thể hóa bằng những phần việc mô hình hiệu quả thiết thực. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp, sự sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.